Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3231, nếu tôi không thì sao? Sức mạnh trầm trọng giống như núi non đè ép Dương Thịnh thiếu chút nữa quỳ xuống. Sao lại nặng nề như vậy? Mí mắt Dương Thịnh nhảy thẳng. Cuối cùng, Dương Thịnh thật sự không chịu nổi luồng sức mạnh này, ông ta nằm sấp trên mặt đất, Đường Tuấn một cước giẫm lên lưng ông ta. Toàn trường rơi vào im lặng. Lúc này Ngao Vấn Thiên đã khôi phục lại, anh ta còn muốn chờ lôi kiếp qua đi cùng Đường Tuấn đánh một trận, nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng bỗng nhiên hiện ra cảm giác vô lực. Ùm ụp. Không ít người nuốt nước miếng, ánh mắt hoảng sợ không thôi, Đường Tuấn không phải vừa mới thăng cấp cảnh giới thần quân sao, sao lại có thực lực đáng sợ như vậy? Lão già, còn muốn luyện hóa tôi sao? Đường Tuấn giẫm lên Dương Thịnh, giọng nói lạnh như băng. Dương Thịnh vừa sợ vừa giận. Nói tức chết ông đây mà, nhóc con, nếu cậu dám động tới tôi một chút, thì phải chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận lửa giận của sư huynh tôi. Ngao Cực cũng tới gần, nói, Đường Tuấn, cậu phải suy nghĩ kỹ. Lửa giận của ngự tôn giả không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nếu Dương Thịnh xảy ra chuyện trong Định Long giới, Long tộc sẽ phải chịu trách nhiệm. Trong sân lại xuất hiện mấy bóng người, mỗi người tản ra khí tức mạnh mẽ. Đông Cực lão tổ. Kinh Thiên Kiếm Tiên, Quảng Chân Tiên Nữ. Từng cái tên được hô lên, đều là đại lão một phương tiếng tăm lừng lẫy trong Trung ương Tinh Hải. Bọn họ đã sớm ẩn núp trong bóng tối, lúc trước cố kỵ thân phận của Dương Thịnh, mới không dám hiện thân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ khắc này đột nhiên hiện thân, không biết vì cái gì. Ngao Cực cảnh giác nhìn những người đột nhiên xuất hiện, trầm giọng nói các người muốn làm gì. Kinh Thiên Kiếm Tiên là người đàn ông trung niên áo xanh, lưng đeo một thanh thần kiếm kinh thiên, kiếm khí như biển khuếch tán ra, bao trùm bốn phía. Giọng nói của ông ta vang dội mạnh mẽ, giống như âm thanh đao kiếm, nói, bảo vệ tính mạng của Dương Thịnh. Quảng Chân Tiên Nữ tay áo dài bồng bềnh, giống như một nữ sĩ giỏi múa, nhưng giờ phút này giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo, nói, bác sĩ Đường, thả người. Đông Cực lão tổ có khuôn mặt tròn, cười ha hả nói. Dương Thịnh liên lụy rất lớn, nói vậy bác sĩ Đường sẽ cho chúng ta mặt mũi này đi. Nếu Dương Thịnh muốn tiên quang cấm kỵ của cậu, vậy cậu giao ra là được. Đường Tuấn tăng cường lực đạo trên chân, nói, nếu tôi không thì sao? Lúc trước khi Dương Thịnh ra tay với anh, những người này lại hoàn toàn không có ý định ra mặt, mà hiện tại Dương Thịnh gặp phải nguy hiểm, bọn họ lại xuất hiện, muốn bảo vệ Dương Thịnh một mạng, thậm chí còn bảo anh chủ động giao ra tiên quang cấm kỵ. Sự thiên vị này là quá rõ ràng. Chương 3232 giết, cứu Dương Thịnh. Đông Cực lão tổ ý cười càng đậm, nói, vậy bác sĩ Đường cũng đừng trách chúng tôi. Tuy rằng bước đầu cậu đã luyện hóa được tiên quang, thực lực tăng mạnh, nhưng mấy người chúng tôi cũng không phải là ngồi không. Chúng tôi tồn tại rất lâu rồi, tuy rằng thiên phú so ra kém bác sĩ Đường, nhưng thủ đoạn cùng nội tình vẫn có một ít. Dương Thịnh cũng hét lớn, nói, tên nhóc thối. Cậu có nghe thấy không, còn không thả tôi ra. Những người Đông Cực lão tổ này đương nhiên là chạy tới vì ngự tôn giả, Dương Thịnh hiểu rất rõ điều này. Lúc này có người làm chỗ dựa, ông ta lại trở nên hung hăng. Ngao Vấn Thiên, Ngao Cực và Long tộc đều thở dài trong lòng, coi như là Long tộc mạnh mẽ, dưới tình huống Long thần không có ở đây, đối mặt với ba người Đông Cực lão tổ này đều áp lực rất lớn, huống chi là Đường Tuấn. Trong mắt bọn họ, Đường Tuấn nhất định sẽ thỏa hiệp. Ha ha! Đáp lại đám người Đông Cực lão tổ là một tiếng cười lạnh khinh thường, Đường Tuấn thuận tiện giẫm nát một cánh tay Dương Thịnh. Tiếng kêu thảm thiết của Dương Thịnh vang lên, ông ta không ngừng oán độc chửi rủa. Giết, cứu Dương Thịnh! Đông Cực lão tổ thấy thế, dẫn đầu vào tới Đường Tuấn, trầm giọng quát, lời tốt khuyên cậu không nghe, nhất định phải ép chúng tôi ra tay. Đây là cậu tự tìm cái chết. Trong tay ông ta xuất hiện một thanh cốt mâu chế tạo từ bạch cốt, một luồng sát khí ngập trời từ trên cốt mâu tràn ngập ra, hư không chấn động. Kinh Thiên Kiếm Tiên quát một tiếng, kiếm kinh thiên bay lên, giống như du long màu bạc tập kích Đường Tuấn. Về phần Quảng Chân Tiên Tử, tay áo cô ta dài bồng bềnh, tại chỗ múa lên. Điệu múa nhẹ nhàng tràn ngập vẻ đẹp vô tận, làm cho tâm thần người ta nhịn không được mà trầm luân đi vào. Lúc này, trong ánh mắt rất nhiều tu giả Long tộc, Hải tộc nhìn về phía Quảng Chân Tiên Nữ đều trở nên si mê, có
có chút càng là nước miếng chảy ròng ròng, lộ ra bộ dáng không chịu nổi. Ngay cả một phần tu giả cảnh giới thần quân cũng có xu thế trầm luân. Ngao Cực vang lên một tiếng rồng ngâm, khẽ quát giữ chặt tâm thần. Điệu múa của Quảng Chân là tinh thần bí kỹ, một khi chìm vào trong đó, chỉ chết mới thôi. Trong ba người Đông Cực lão tổ, Kinh Thiên Kiếm Tiên cùng Quảng Chân Tiên Tử, thì Quảng Chân Tiên Tử chắc chắn là nguy hiểm nhất, giết người vô hình, ở trong cực hạn tốt đẹp trầm luân chết đi. May mắn lúc này vũ đạo của Quảng Chân Tiên Nữ cũng không phải là nhằm vào tu giả Long tộc cùng Hải tộc, cho nên những người trầm luân trong đó tạm thời không có xuất hiện tử vong. Âm thanh Quảng Chân mềm mại nhẵn nhụi, mang theo một loại phong tình hấp dẫn, đôi môi hồng nhuận khẽ động, bác sĩ Đường, người ta một mình múa thật sự cô đơn, chỉ bằng tới đây cùng tôi khiêu vũ. Chương 3233 loại thể chất này, là khí linh tuyệt hảo. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, một luồng tinh thần lực càng thêm minh mông từ trong thức hải của anh trào ra, trong nháy mắt đã tiêu diệt sạch sẽ âm thanh xâm nhập vào trong cơ thể anh. Quảng Chân Tiên Tử thét chói tai một tiếng, tất cả ảo ảnh trên bầu trời toàn bộ biến mất. Quảng Chân Tiên Tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người với bộ váy hở hứng, cô ta lộ ra vẻ quyến rũ, ánh mắt mông lung như mơ, không biết trạng thái lúc này của mình là gì. Cô ta thế nhưng lại bị tinh thần công kích của mình cắn trả. Hừ, tinh thần công kích chỉ là trò vặt thôi, xem tôi làm thế nào để giết cô bằng một phát súng. Đường Tuấn đánh bại Quảng Chân Tiên Tử quá nhanh, Đông Cực lão tổ cùng Kinh Thiên Kiếm Tiên một mâu một kiếm mới đến trước người. Thần binh trong tay hai người đều là bảo vật cấp bậc đạo khí, uy lực vô cùng. Hai tay Đường Tuấn lần lượt thò ra, bắt lấy một mâu một kiếm. Lại dám bất cẩn như vậy, xem tôi chặt đứt tay cậu. Khuôn mặt Kinh Thiên Kiếm Tiên lạnh lùng, bộc phát ra kiếm ý. Nhưng đúng lúc này, trên người Đường Tuấn bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng hỗn độn màu trắng sữa. Trong ánh sáng hỗn độn, còn có từng tiếng rồng ngâm. Với hai tiếng răng rắc, Đường Tuấn thế nhưng bẻ gãy một mâu một kiếm. Đây là thể hỗn độn. Dương Thịnh bị Đường Tuấn giẫm dưới chân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà mọi người Long tộc cũng đồng thời cả kinh, Ngao Cực thất thanh nói, ấn ký tổ long. Tiếng rồng ngâm trên người Đường Tuấn tuy yếu ớt, nhưng lại cho ông ta một loại lực uy hiếp tự nhiên. Những người Long tộc khác cũng cảm giác được sức mạnh huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào bất an. Mà Kinh Thiên Kiếm Tiên cùng Đông Cực lão tổ làm người trong cuộc nên cảm thụ càng sâu, một cảm giác vô cùng nguy hiểm đang dâng lên trong lòng bọn họ. Hào quang màu trắng sữa trên người Đường Tuấn bắn ra, trực tiếp xuyên thủng hai người. Một lỗ máu to bằng nắm tay xuất hiện trên ngực hai người. Hai người lùi lại, vô cùng hoảng sợ nhìn Đường Tuấn, cả người run rẩy. Bọn họ sợ hãi trước sức chiến đấu mà Đường Tuấn biểu hiện ra. Lại là thể hỗn độn. Khó trách có thể dẫn đến tiên quang cấm kỵ xuất hiện. Loại thể chất này, là khí linh tuyệt hảo. Nói không chừng tôi có thể dùng khí nhập đạo và bước ra một bước kia. Dương Thịnh hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình, ngược lại có chút gần như điên cuồng cười rộ lên. Bốp! Một luồng ánh kiếm rơi xuống, giọng nói của Dương Thịnh đột nhiên dừng lại, trong mắt ông ta còn có vẻ không dám tin. Vừa rồi Đường Tuấn bẻ gãy nửa đoạn kiếm Kinh Thiên đang nhỏ máu. Đầu Dương Thịnh bị anh coi như bóng ra đá về phía Đông Cực lão tổ cùng Kinh Thiên Kiếm Tiên, các người không phải muốn cứu ông ta sao, vậy cho các ngựa ơi. Chương 3234 ấn ký tổ long. Anh một trường đánh nát thân thể Dương Thịnh. Dựa theo tình huống bình thường, hiện giờ Dương Thịnh chỉ còn lại một cái đầu, ngay cả Nguyên Anh cũng bị đánh nát, có thể nói là chết chắc. Nhưng đầu Dương Thịnh vẫn đang nói, tên khốn nạn cậu thật sự dám giết tôi, hủy thân thể tôi. Tôi sẽ liều mạng với cậu. Ông ta muốn bay ra, lại bị Đông Cực lão tổ bắt được. Đông Cực lão tổ kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, cảnh cáo chuyện này sẽ không chấm dứt như vậy, cậu hãy chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ngự tôn giả đi. Nói xong, cốt mâu trong tay ông ta xẹt qua, một lối vào không gian xuất hiện. Đông Cực lão tổ, Kinh Thiên Kiếm Tiên cùng Quảng Chân Tiên Tử mang theo đầu Dương Thịnh rời đi. Ánh sáng hỗn độn trên người Đường Tuấn thu lại. Đứng trong hư không. Nhưng lúc này không ai dám khinh mạn anh, bất luận là Long tộc hay là Hải tộc, đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Tuấn. Con thú nhỏ A Bảo hưng phấn kêu lên, nhìn sắc mặt đám người Cổ Hạo khó coi, hét lớn, các người lại thổi. Bây giờ làm mất mặt đi.
Đám người Cổ Hạo không dám nói thêm một câu, ai có thể nghĩ tới Đường Tuấn lại kinh khủng như vậy, chỉ là người tu hành thần quân cảnh sơ kỳ lại đánh chết thần quân cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn đều thắng, điều này thật sự làm cho người ta thật không biết nói gì. Đường Tuấn nhìn về phía Ngao Vấn Thiên, đám người Ngao Cực lập tức lóe lên, bảo vệ trước người Ngao Vấn Thiên, nói, Đường Tuấn, tất cả đều là hiểu lầm. Chúng tôi không biết anh có ấn ký Tổ Long. Ấn ký Tổ Long. Đường Tuấn nhíu mày, anh đoán hẳn là giọt máu huyết thần long kia. Đường Tuấn đi tới trước mặt Thủy Miểu Miểu, ánh sáng nghi tâm lóe lên, hai viên thủy hỏa thần văn xuất hiện. Hai viên thần văn đã giao hòa cùng một chỗ, rất khó tách ra. Đường Tuấn do dự một chút, đưa hai viên thần văn đến trước mặt Thủy Miểu Miểu, nói, lần này đa tạ sự trợ giúp của cô, hỏa tự thần văn cho cô có lẽ càng hữu dụng. Thủy Miểu Miểu do dự một chút, nhưng cô ta vẫn thu lại hai tấm thần văn, trong lòng vui sướng, trên mặt là biểu tình hạnh phúc. Cường giả hải tộc nhìn thấy, đều âm thầm lắc đầu, vị công chúa này hoàn toàn rơi vào tay giặc. Mà các trưởng lão long tộc nhìn thấy một màn này, tuy rằng trong lòng không vui, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngao Vấn Thiên buồn bực một trận, tuy rằng anh ta không thích Thủy Miểu Miểu, nhưng nhìn dáng vẻ của Thủy Miểu Miểu cùng Đường Tuấn như vậy, vẫn làm cho anh ta rất khó chịu, giống như trên đầu có một mảnh thảo nguyên. Chương 3235 tình hình gần đây của thần long thế nào rồi? Đường Tuấn làm khách quý, được mời vào trong thánh điện của long tộc. Tình hình gần đây của thần long thế nào rồi? Ngao Cực hỏi. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, xem ra Ngao Cực có chút hiểu biết với bản chất hóa long địa, anh trầm ngâm một lát mới nói, thương thế ổn định, tôi sẽ trị liệu đơn giản cho ông ta một chút. Ngao Cực cảm động, vì trị liệu thương thế của thần long, long tộc cũng đã mời qua thần bác sĩ, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Ngao Cực tỏ vẻ cảm ơn Đường Tuấn. Nhìn thấy Đường Tuấn còn có ý đề phòng, Ngao Cực mới giải thích, phàm là tu giả đạt được ấn ký Tổ Long, đều là khách nhân tôn quý nhất long tộc chúng tôi. Lúc nói chuyện, tu giả long tộc do ông ta cầm đầu trong thánh điện đều đồng loạt khom lưng hành lễ, ngay cả Ngao Vấn Thiên cũng cúi đầu cao ngạo. Tâm tình anh ta rất phức tạp, sau khi nhìn thấy Đường Tuấn đánh bại ba người Đông Cực lão tổ, anh ta đã biết chênh lệch giữa mình và Đường Tuấn không lớn như bình thường, ít nhất trước mắt anh ta cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Ngao Vấn Thiên thở dài trong lòng, lấy thần quân cảnh sơ kỳ đánh bại thần quân cảnh hậu kỳ, tên này mới là yêu nghiệt thực sự. Đạo Nhất phỏng chừng cũng không phải đối thủ của anh. Lúc trước anh ta lấy thần quân cảnh sơ kỳ đánh bại thần quân cảnh trung kỳ, đã rất kiêu ngạo, nhưng hiện tại so với Đường Tuấn, chiến tích của anh ta thật sự là không thể so được. Đường Tuấn thấy thế, lúc này mới hơi buông lỏng cảnh giác. Ngao Cực bỗng nhiên nói, bác sĩ Đường, tuy rằng lần này Dương Thịnh không chết, nhưng chịu thiệt thòi lớn như vậy, ông ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như anh không ngại, có thể ở long tộc tôi nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Về chuyện ở lại long tộc, Đường Tuấn tạm thời đồng ý. Hôm nay tu vi của anh vừa mới đột phá, lại đạt được tiên quang loại bảo vật nghịch thiên cấp này, đích thực cần nghỉ ngơi lắng đọng vài ngày. Trong điện long tộc sắp xếp, Đường Tuấn lẳng lặng ngồi xếp bằng, tâm thần quan sát biến hóa trong cơ thể. Tiên quang đã thay đổi rất nhiều thứ. Nguyên anh trong cơ thể anh tan chảy sạch sẽ, tất cả nguyên khí hóa thành lại đều hội nhập vào thế giới nhỏ trong hư không. Thế giới nhỏ vốn chỉ là thai nghén ra một tia ấn ký sinh mệnh, nhưng hiện tại lại rào rạt sinh cơ. Trong thế giới nhỏ cỏ thơm khắp nơi, hoa dao nở rộ, tuy rằng không có cây cổ thụ chọc trời xuất hiện, nhưng đã hoàn toàn không còn bộ dáng tĩnh mịch như trước. Cái này. Đường Tuấn giật mình. Về ghi chép trong cảnh giới thần quân, anh hiểu rõ không ít. Tuy rằng thần quân đã thai nghén ra ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ, nhưng muốn hình thành thế giới nhỏ sơ bộ có được sinh cơ, còn cần thời gian rất dài cùng khổ tu, ít nhất không phải thần quân cảnh sơ kỳ có thể đạt tới. Hơn nữa anh càng chưa từng nghe qua cảnh giới thần quân, ngay cả nguyên anh cũng không có loại chuyện quỷ dị này. Đợi đến khi anh vận chuyển công pháp, sau đó anh bỗng nhiên hiểu được một phần. Chương 3236 giờ phút này, ở trong một chỗ cấm địa ở tinh vực Kỳ Lân. Ban đầu anh hấp thu nguyên khí thiên địa, cần phải trải qua tinh luyện nguyên anh, nguyên khí tinh thuần nhất phân ra một bộ phận hội nhập vào thế giới nhỏ. Mà hiện tại anh hấp thu toàn bộ nguyên khí đều hội vào thế giới nhỏ, hơn nữa chất lượng không có thay đổi. Đường Tuấn nhìn một vòng tròn trong đan điền. Vòng tròn có ba màu vàng,
xanh dương và trắng. Anh từ trong thiên địa hấp thu nguyên khí, cuối cùng đều sẽ trải qua vòng tròn thanh lọc, chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần hội nhập vào thế giới nhỏ. Hơn nữa chuyển hóa này hiệu suất rất cao, là bản thân anh tu luyện gấp mấy lần. Đây là bản nguyên biến thành vòng tròn sao? Đường Tuấn cảm nhận được sức mạnh của tiểu kim, tiểu thanh trên vòng tròn. Ngoại trừ hai loại sức mạnh này ra, anh còn cảm nhận được một loại căn nguyên chi lực khác. Lại là căn nguyên ngũ hành. Cảm nhận một lát, sắc mặt Đường Tuấn khẽ thay đổi, phát hiện ra loại căn nguyên này. Đường Tuấn hơi suy nghĩ, thấp giọng nói, lĩnh vực ngũ hành. Một lĩnh vực vô hình xuất hiện xung quanh Đường Tuấn, nếu lúc này có tu giả ở quanh người Đường Tuấn, sẽ khiếp sợ đến không nói nên lời, bởi vì trong lĩnh vực này, nguyên khí lĩnh vực ngũ hành biến mất không thấy đâu, hoặc là nói nguyên khí ngũ hành trong phạm vi này toàn bộ thuộc quyền khống chế của Đường Tuấn. Trong truyền thuyết, có một loại linh thể ngũ hành có thể làm được như vậy. Giờ khắc này, Đường Tuấn cuối cùng cũng hiểu được mục đích châm cứu thần bí. Tất cả thể chất đặc thù đều ẩn chứa sức mạnh thiên địa, liên quan đến một tia căn nguyên chi lực, phương pháp châm cứu thần bí chính là muốn đem tất cả thể chất đặc thù nạp ở trên người một người. Nếu như thật sự làm được một bước kia, thân thể người nọ sẽ đáng sợ cỡ nào? Trong lòng Đường Tuấn khẽ run lên, anh có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Ban đầu anh dựa vào châm cứu thần bí luyện ra vài loại căn nguyên chi lực, nhưng căn nguyên chi lực lại làm theo ý mình. Mà hiện tại tiên quang đem những căn nguyên chi lực này nạp vào trong cái vòng tròn thần bí. Trong lòng Đường Tuấn thoải mái hơn rất nhiều, rốt cuộc anh cũng hiểu được vì sao từ rất lâu trước kia nhiều người tu luyện châm cứu thần bí như vậy lại không có cách nào kiên trì được. Bởi vì căn nguyên chi lực đều quá mạnh, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước căn nguyên chi lực khác, mạnh mẽ dung nạp, cuối cùng chỉ có thể là kết quả bạo thể mà chết. Mà bây giờ, vòng tròn do tiên quang hóa ra ngăn chặn kết quả tồi tệ nhất này. Đồng thời, Đường Tuấn cũng biết con đường tiếp theo của mình. Không ngừng tìm kiếm các loại đặc điểm đặc thù, lĩnh ngộ bản nguyên, hoàn thiện vòng tròn thần bí. Chương 3237 ông ta làm sao không biết chứ? Bên cạnh, thần bác sĩ Vạn Hành Vân đang điều trị cho ông ta. Rất lâu sau, thân thể Dương Thịnh mới khôi phục lại. Tên nhóc thối của địa cầu này, tôi muốn băm cậu ta nghìn lần. Trong mắt Dương Thịnh lửa giận hừng hực. Vạn Hành Vân nhíu mày nói, Dương Thịnh, cậu ta đã luyện hóa tiên quang, ngay cả ba người Đông Cực lão tổ cũng có thể dễ dàng đánh bại, tôi và ông chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Sức chiến đấu hiện tại của cậu ta, chỉ sợ đủ để sánh ngang với những người đứng đầu thần quân bảng. Hai người một người là thần bác sĩ, một người là thần cấp thầy luyện khí, ở lĩnh vực của mình mặc dù là người có quyền, nhưng ở phương diện khác sức chiến đấu lại kém rất nhiều. Dương Thịnh nghe vậy. Ánh mắt ông ta cực kỳ âm trầm. Ông ta làm sao không biết chứ? Một lúc lâu sau, Dương Thịnh nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không giết được cậu ta, không có nghĩa là những người khác không giết được cậu ta. Cho dù cậu ta có thể sánh ngang với top 30 thần quân bảng, nhưng cao hơn cậu ta cũng có. Huống hồ, cậu ta đạt được tiên quang, lại có được chuyện chiến lực đáng sợ như vậy, nếu truyền ra ngoài muốn cậu ta chết tuyệt đối không chỉ có một mình tôi. Đường Tuấn ở Long tộc 3 ngày, cuối cùng có thể bước đầu khống chế cơ thể sau khi bị tiên quang cải tạo. Anh chuẩn bị rời khỏi Định Long giới, lại ngoài ý muốn nhận được một phong thư mời truyền đến. Mộ Thanh tiên nữ cổ linh giới tìm bạn trăm năm, cái truyền tấn này không chỉ là cho anh, mà đồng thời cũng truyền khắp tinh hải. Đường Tuấn nhìn thiệp mời trong tay, thật lâu không nói gì. Ngao Cực nhìn Đường Tuấn, nói cổ linh giới là một thế giới tàn phá. Năm đó bị ngọn lửa chiến tranh bao trùm, đại bộ phận cao thủ trong tộc toàn bộ đã chết, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục lại. Không thể tưởng tượng được Mộ Thanh tiên nữ của Độc Cô Cung lại đến từ cổ linh giới. Về xuất thân của Mộ Thanh, Đường Tuấn từng nghe ông Lão Thiên Thanh nói qua. Chiến tranh giữa địa cầu và Trung ương Ngân Hà đã hủy diệt quê hương của cô ấy, chỉ là lúc ấy anh cũng không biết là ở cổ linh giới. Ngao Cực do dự một chút. Vẫn nhịn không được hỏi, bác sĩ Đường, anh muốn đi trước sao? Từ một số con đường, Ngao Cực cũng biết quan hệ giữa Đường Tuấn và Mộ Thanh dường như không bình thường. Nhưng quan hệ giữa Đường Tuấn và công chúa hải tộc Thủy Miểu Miểu lại có chút không rõ ràng. Đường Tuấn nhận thiệp mời xuống, trong đầu hiện lên bóng dáng yểu điệu của Mộ Thanh, nặng nề nói, đi. Mấy ngày nay,
cường giả hải tộc và Thủy Miểu Miểu còn ở lại trong Long tộc. Tin tức Đường Tuấn muốn đi cổ linh giới trước tiên truyền đến tai hải tộc, đông đảo tu giả hải tộc phẫn nộ bất bình, có người mắng, lại là một củ cải hoa tâm đại, điện hạ đối với anh ta tốt như vậy, anh ta còn nghĩ đến những người khác. Có người khuyên, điện hạ, chúng ta trở về thiên hải giới đi, loại người này không đáng để cô hao phí thời gian. Chương 3238 giống như là một người bình thường. Ánh mắt Thủy Miểu Miểu lấp lóe, nói, được. Chúng ta sẽ trở về thiên hải giới. Trong nghi tâm của cô ta, hai viên thủy hỏa thần văn đang phóng thích ấm áp nhàn nhạt, làm cho trái tim cô gái càng thêm kiên định, thầm nghĩ, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ tới tìm tôi. Cổ linh giới, không biên giới, gần như có một tinh vực có kích thước 1/3. Trước khi trải qua trận chiến tranh kia, cổ linh giới coi như là một chỗ bảo địa chân quý, bàn về tinh khí thiên địa trình độ nồng đậm ở trung ương tinh hải có thể xếp hạng 100. Trận chiến tranh kia hủy diệt chỉ là một bộ phận nhỏ cổ linh giới. Cổ linh giới còn sót lại vẫn to lớn như cũ, nắm trong tay toàn bộ cổ linh giới chính là một vị đại tu hành giả thần quân cảnh đỉnh phong, tên là Cổ Linh Vương, đứng đầu top 10 thần quân bảng. Chính là bởi vì có vị Cổ Linh Vương này tỏa chấn, cho nên mới có rất ít người dám đại náo ở cổ linh giới. Chỉ là hiện giờ Cổ Linh Vương đã già, cảnh giới không cách nào đột phá nữa, tâm tư của rất nhiều người đã nổi lên. Mất 3 ngày, Đường Tuấn đi tới cổ linh giới. Tuy rằng hôm nay anh thăng cấp thần quân, nhưng còn chưa lĩnh ngộ ra đại na di loại đại thần thông, nên chạy đi quả thật tương đối chậm. Nhưng mà đại hội mộ thanh tìm bạn trăm năm là một tháng sau, thời gian còn rất nhiều. Đường Tuấn đi tới thành cổ linh trước, đây là thành mạnh nhất cổ linh giới, diện tích của một tòa thành trì lớn như lục địa địa cầu, vô cùng rộng lớn. Đi trên đường, Đường Tuấn đi lại giống như người bình thường. Cũng không có ai nhận ra anh là một vị thần quân. Hiện giờ nguyên anh của anh đã biến mất, chỉ còn lại vòng tròn thần bí nối liền bản thân cùng thế giới nhỏ và phân tầng cảnh giới của tu giả bình thường không còn áp dụng được cho anh nữa. Lúc này, chỉ sợ ngay cả Chu Tước thần quân cũng không thể nhận ra cường độ khí tức của Đường Tuấn. Thần niệm Đường Tuấn lặng yên không một tiếng động tản mát ra ngoài. Anh đang tìm người có thể chất đặc thù. Muốn thông qua thể chất đặc thù để gián tiếp cảm nhận căn nguyên chi lực. Cổ Linh Thành, nghe nói từ rất lâu trước kia có rất nhiều người tu hành có thể chất đặc thù tụ tập ở đây, đây cũng là nguyên nhân Đường Tuấn đến nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên. Lông mày anh bỗng nhiên nhướng lên, rồi biến mất tại chỗ. Trước một tòa nhà giống như một khách sạn, một đám đông vây quanh. Trong đám người, một người đàn ông mạnh mẽ cầm một cây roi tản ra ô quang quất một chàng thanh niên. Người đàn ông mạnh mẽ có tu vi hóa thần cảnh, mà trên người chàng thanh niên kia lại không có chút pháp lực nào, giống như là một người bình thường. Mỗi một roi người đàn ông mạnh mẽ đánh xuống, đều có chút sức mạnh bộc phát, sức mạnh này đều có thể thương tổn đến tu sĩ cảnh giới nguyên anh. Người thanh niên da bóc thịt bong, nhưng năng lực chữa trị của anh ta lại vô cùng lợi hại, một hào quang nhàn nhạt ở bên ngoài cơ thể anh ta bắt đầu khởi động, máu tràn ra lại bắt đầu chữa trị. Chương 3239 tôi có thể nghĩ đến việc tha thứ cho anh. Thế giới tu giả làm đầu, một người không thể tu hành không khác gì con run rế, thậm chí có người cảm thấy hành vi của người đàn ông mạnh mẽ là đương nhiên. Bốp! Người đàn ông mạnh mẽ vung roi lên lần nữa, trên không trung phát ra một tiếng giòn vang, anh ta nhe răng cười nói, hôm nay bố mày đánh chết anh. Nhưng một roi này cũng không có hạ xuống, mà bị người khác bắt ở trong tay. Người đàn ông mạnh mẽ nhìn về phía người nọ, ánh mắt lộ ra ý dữ tợn, nói, anh là ai, dám ngăn cản tư hỏa tôi. Lúc nói chuyện, anh ta còn lấy ra một khối lệnh bài màu đen giống như sắt, trên lệnh bài màu đen khắc một con hắc hổ sừng sừng. Là đội hắc hổ của vương phủ. Nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt người vây xem đều thay đổi một chút. Đội hắc hổ, là một trong những quân đội dưới sự quản lý của cổ linh vương. Mỗi một vị đều là cường giả trong tu sĩ cùng cấp bậc. Cổ Linh Vương rất coi trọng đội hắc hổ, bởi vậy quyền lợi của đội hắc hổ ở cổ linh giới rất lớn. Tu giả cổ linh giới, cũng không có mấy người nguyện ý đắc tội với một vị của đội hắc hổ. Nhìn thấy biểu cảm của những người xung quanh, người đàn ông mạnh mẽ tư hỏa phát ra một tiếng cười lạnh, nói, hiện tại, lập tức, buông tay cho tôi. Đường Tuấn dùng sức trên tay, mạnh mẽ bóp nát roi. Trong tay người đàn ông mạnh mẽ chỉ còn lại nửa đoạn tàn roi. Thân thể anh ta cứng đờ, ánh mắt khẽ run,
dường như bị tu vi của Đường Tuấn làm cho kinh sợ. Đường Tuấn đi tới, đỡ người đàn ông trẻ tuổi ngã xuống đất lên, rồi nói, đội Hắc Hổ, không có bao nhiêu ghê gớm. Theo ý kiến của tôi, 100 người như anh cũng không thể so sánh với anh ta. Hai ngón tay của anh giống như trong lúc vô tình nhẹ nhàng đặt lên cổ tay chàng thanh niên, rồi lập tức thu về. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng, trong cơ thể chàng thanh niên quả thực ẩn chứa một luồng sức mạnh đặc thù, làm cho người ta có một loại cảm giác hỗn loạn. Chàng thanh niên này rất có thể là thể chất đặc thù. Tư Hỏa nghe được lời của Đường Tuấn, giống như bị sỉ nhục, khẽ quát, anh có biết mình đang nói cái gì không? Trong đám đông, có người lạnh lùng nói, thanh niên, lời nói cũng không thể nói lung tung. Vị này là đại nhân trong đội Hắc Hổ, bên cạnh anh tên này cùng lắm cũng chỉ là một phế vật không thể tu hành, một người ở trên trời, một người ở trên mặt đất. Tư Hỏa càn quét một bước, anh ta chắn trước người Đường Tuấn, nói, quỳ xuống, xin lỗi tôi. Tôi có thể nghĩ đến việc tha thứ cho anh. Đường Tuấn liếc anh ta một cái, nói cho dù là cổ linh vương, cũng sẽ không nói chuyện với tôi như vậy, anh tính là cái gì? Dứt lời, thân hình Tư Hỏa như bị sét đánh, liên tục lui về phía sau. Sắc mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Ngay cả Đường Tuấn ra tay như thế nào anh ta cũng không thấy rõ. Nhưng càng như vậy, anh ta càng tức giận. Trong cổ linh giới, cho tới bây giờ chỉ có đội Hắc Hổ hoành hành bá đạo, khi nào thì ngược lại. Anh chờ đó. Chương 3240 ai dám làm nhục đội Hắc Hổ chúng ta? Bỏ lại một câu ác độc, Tư Hỏa đã rời đi. Người vây xem có vài người âm thầm lắc đầu, Tư Hỏa có tu vi hóa thần cảnh, ở trong đội Hắc Hổ chỉ có thể xem như tầng dưới chót, còn có rất nhiều người cao hơn anh ta, thậm chí không thiếu người tu hành cảnh giới thần quân. Đường Tuấn đắc tội Tư Hỏa, đồng nghĩa với việc chọc giận cả đội Hắc Hổ. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút. Đường Tuấn nói với thanh niên trẻ tuổi bên cạnh. Trong thành cổ linh có một tòa điện Hắc Hổ, là nơi đội Hắc Hổ tạm thời nghỉ ngơi, bình thường tuyên bố nhiệm vụ đội Hắc Hổ cũng đều ở chỗ này. Lúc này, một người cao lớn ngồi cao 20-30 mét, giống như núi nhỏ ngồi ở trong đại sảnh điện Hắc Hổ, sát khí nồng đậm hóa thành một luồng khí tức màu đen toát ra từ trên người anh ta. Trong đại điện còn có không ít người, giờ phút này tất cả đều bị luồng sát khí này áp bách đến kinh hồn bạt vía. Bởi vì người khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ này là một vị thống lĩnh cảnh giới thần quân của đội Hắc Hổ. Người khổng lồ như núi chậm rãi mở miệng, nói, mấy ngày nay, các người nghiêm túc tuần tra, một khi phát hiện Đường Tuấn xuất hiện, lập tức bẩm báo với tôi. Phía dưới có mười mấy người, mỗi người đều là đại nhân vật đỉnh phong của động hư cảnh. Có người nghe xong, mặt lộ vẻ khinh thường, nói, thống lĩnh đại nhân, người yên tâm đi, nếu anh ta thật sự dám xuất hiện. Chúng tôi nhất định có thể bắt anh ta, bức hỏi ra hai loại y thuật nghịch thiên cấp. Ha ha ha, thống lĩnh đại nhân, chúng ta làm thỏa đáng cho anh. Một đám người đều vỗ ngực cam đoan, giống như bọn họ chỉ cần ra tay là có thể bắt được Đường Tuấn. Người khổng lồ nhíu mày và quát, những lời này tôi không muốn nghe lại. Anh ta trầm giọng nói, chuyện xảy ra ở Định Long giới, xem ra các người còn không biết. Giọng nói của anh ta giống như sấm kêu. Đại điện bị chấn động đến mức rung động ầm ầm, anh ta nhanh chóng nói một lần về chuyện xảy ra ở Định Long giới, cuối cùng nói, sau khi cổ linh vương biết, ông ta nói anh ta có thể địch lại 30 người tu hành giả trước cảnh giới thần quân. Chờ lần sau cập nhật thần quân bảng, anh ta rất có thể sẽ tiến vào bảng. Mười mấy tướng lĩnh đội Hắc Hổ nghe được hoàn toàn sửng sốt, bọn họ bày ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Lấy thần quân cảnh sơ kỳ đánh bại thần quân cảnh hậu kỳ. Nếu như không phải thống lĩnh đại nhân của bọn họ tự mình nói ra miệng, thì không ai sẽ tin tưởng. Người khổng lồ thấy thế, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút, nói, ý tứ của cổ linh vương lần này, là mời Đường Tuấn đến linh cung làm khách, các người hẳn là nên biết nên làm như thế nào chứ. Hơn 10 người đờ đẫn gật đầu, bọn họ có chút ngượng ngùng. Một người tu hành có thể đánh bại thần quân cảnh hậu kỳ, bọn họ vừa rồi lại dám nói ra loại lời này, thật sự là quá xấu hổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 171.